Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang bay qua khu vực thời tiết xấu. Vì lý do an toàn, yêu cầu quý khách quay trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. Đó, cái đĩa thu gọn băng luôn á. Chào mọi người đến với kênh Góc của Lộc. Hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Vũng Tàu và trong kỳ nghỉ này mình sẽ đi khá là nhiều nơi. Điểm đến đầu tiên của mình là ngọn hải đăng. Mình đến đây để chụp ảnh, ngắm nhìn thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Sau đó mình sẽ ghé quán da ua Cô Tiên. Ở đây rất là nổi tiếng bởi vì món da ua khá là béo và dẻo. Ngoài ra còn có món trứng lòng đào nữa các bạn, rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ chạy xe thẳng lên đường hải đăng. Hai bên đường rất là đẹp nha. Một bên là đồi núi, một bên là mình có thể nhìn xuống được thành phố Vũng Tàu và nhìn xuống biển. Chào mọi người đến với kênh Góc của Lộc. Bây giờ mình sẽ đi tham quan ngọn hải đăng, sau đó mình sẽ xuống quán da ua Cô Tiên để ăn da ua và ăn trứng lòng đào. Không náo nhiệt như các điểm du lịch trong lòng thành phố Vũng Tàu, ngọn hải đăng là điểm đến mang nét rất là riêng và bình yên nơi phố biển. Núi nhỏ còn được gọi là núi Tao Phùng là một điểm đến khá là quen thuộc của giới trẻ thành phố Vũng Tàu. Từ ngọn núi các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu. Một bên là nhịp sống nhộn nhịp, một bên là biển xanh hiền hòa thu vào tầm mắt. Sau khi rẽ vào từ đường biển Hạ Long, đoạn gần đối diện bến tàu Cánh Ngầm, các bạn có thể đi xe thẳng lên ngọn hải đăng. Tuy nhiên, đi bộ men theo triền núi vẫn rất là được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi vì có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố từ trên cao. Ngọn hải đăng Vũng Tàu được người Pháp xây dựng vào năm 1862, nằm trên độ cao 149m so với mặt nước biển. Đến năm 1913, ngọn hải đăng này đã được xây dựng lại và nâng độ cao lên 170m nhằm chỉ đường, báo hiệu cho tàu thuyền qua lại hiệu quả hơn. Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất trong tổng số 79 ngọn hải đăng của Việt Nam đó các bạn. Thank you.
Mình đang ở quán Yao Cô Tiên ở đường Hải Đăng, Vũng Tàu. Mình mua trứng hôm nào ở trong hả cô? Trứng hôm nào ở trong đúng không? Dạ, dạ rồi. Dạ không con, cái này cầm tay rồi cô. Cầm tay hả? Dạ. Cảm ơn anh. Mình vô phía trong rồi. Gì nữa ha? Không, mày ngồi trong đây đi. Mình sẽ ăn thử da ua trước. Da ua mình cảm nhận nha, ban đầu thì nó rất là dẻo và cũng không quá cứng. Nói chung là mình kêu cái phần này thì hai phần da ua và bốn trứng chỉ có 48.000 thôi. Sau khi ăn da ua xong, mình sẽ thưởng thức món trứng lòng đào. Ở đây có hai loại trứng nha, một loại trứng chín, còn một loại trứng là nó dẻo dẻo như thế này nè. Thì các bạn có thể thích ăn cái nào thì các bạn cứ lựa chọn. Cái phần nước chấm nó cũng có hai loại nha, một phần nước chấm là muối tiêu, các bạn có thể nặn một ít tắc lên, còn một phần là nước chấm có cái vị chua chua ngọt ngọt, ăn cũng rất là ngon nha. Mình thì mình thích cái vị chua chua ngọt ngọt hơn cho nên mình chọn cái phần này. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Gì? Dạ đúng rồi. Nó là gì? Ăn sạch chữ gốc của lộc á. Gốc hả? Dạ đúng rồi. Gốc này hả? Đúng rồi, gốc của lộc. Gốc của gì? Của lộc anh. Của lộc hả? Dạ. Đó. Đâu? Đây, đúng rồi. Đó giùm em nha, mới có 2.000 mấy 3.000 à. Ít người xem lắm, không có nhiều. Dạ. Thấy giỏi rồi. Chụp hai chưa hả? Cảm ơn cô. Đó, cái đĩa thu gọn băng luôn á. Đọc xong cứ là tua là không biết đọc cái gì luôn. Thôi cô với mấy anh chị bán rồi, rồi, em đi tiếp em. Nha. Dạ con chào cô nha cô. Dạ. Dạ hai cô là chơi nha cô. Dạ. Tạm biệt anh và cô chủ tiệm rất là thân thiện. Bây giờ tụi mình sẽ đến địa điểm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo đó chính là chùa khỉ. Ngôi chùa này xung quanh rất là nhiều khỉ nha. Các bạn chờ mình trong một chút xíu. Chùa Tam Bảo nằm trên sườn núi, địa thế cực đẹp với lưng tựa núi, mặt hướng về biển bãi trước, cổng chùa nằm ngay mặt đường V3, việc đi lại cũng dễ dàng. Lối đi lên chánh điện chùa Tam Bảo là những bậc tam cấp dốc đứng,
quanh lối đi những cây hoa sứ tuổi lá khẳng khiu nép mình dưới tán cây cổ thụ trăm tuổi. Chùa Tam Bảo do Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm khởi dựng từ đầu những năm 1970, kiến trúc ban đầu rất đơn sơ, địa hình ở đây lại gồ ghề, nhiều hốc đá nên quá trình xây dựng rất khó khăn. Ý tưởng của Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm là dựng một thiền đường để giảng giáo Phật lý nhà Phật, nhằm giác ngộ cho các tăng ni Phật tử phát tâm tu hành. Năm 1984, Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm viên tịch, các tăng ni và sư trụ trì chùa Tam Bảo sau này vẫn kế nghiệp ý tưởng của ông và xây dựng chùa Tam Bảo rộng rãi như ngày nay. Mọi người kể rằng đàn khỉ xuất hiện trên núi lớn từ đã lâu. Trước đây chúng thường kiếm ăn trên núi, sau này nguồn thức ăn cạn kiệt, lại bị săn bắt nên khỉ kéo về gần chùa trú ẩn. Ở đây đàn khỉ được nhà chùa và du khách cho ăn, lại được sống trong khu vực an toàn nên sinh sôi nhanh chóng. Ban đầu chỉ có khoảng 15 con, đến nay đàn khỉ đã tăng lên hàng trăm con. Đã thành thói quen, mỗi ngày khỉ cứ kéo về chùa 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều để kiếm ăn. Có đêm chúng ngủ lại trên các cành cây quanh chùa. Khi muốn gọi đàn khỉ về, nhà chùa chỉ cần gõ một hồi kẽn là chúng sẽ từ khắp mọi nơi kéo đến. Đưa đại hả chị? Em đưa đại. Có khi nào chị đang gọt gì mà nó giật đồ chị không? Giật nguyên bọc của chị luôn á. Nè 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 nè, lại cho mấy cái nè. Kích. Ui. Ôi, con này nó mập mà nó nhìn nó hung dữ ra á. Nè. Nè nè nè. Ăn đi. Đây con. Cho gì có cái lị à, không mà. Đây con. Đây thì con chưa ăn đúng không? Rất vậy. Ăn nữa hả? Con. Nè. Ăn đi. Con bé
nhỏ nhỏ xong kìa kìa. Trời ơi, cưng quá à, nó nhét kìa, nó không dám lại gần mình. Nè, 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 con, đây con. Ờ, con này cũng thấy thương luôn á. Lại đi, lại đi nè. Cô kia chưa có đúng không? Nè. Ừ. Nè. Cái con này là con mập nè, mập ù luôn á, mà nó đi bốn chân đi hai chứ. Ủa vậy hả chị? Con gì nó ôm hai cái vuốt cho bá. Nó ôm con vô kìa. Trời ơi, có hung không? Hết trời, hết trời. Con nó làm gì vậy? Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để nhận được những video mới của mình mỗi tối thứ bảy nha.